Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 48, sau khi Cơ Tử Nguyệt bước lên thang trời, bằng vào tài năng của mình, nàng rất nhanh đã lên được những bậc cuối cùng. Tuy nhiên, vào thời khắc nàng bước tới bậc thứ 8, đám quạ đen đã vây lấy nàng và đẩy Cơ Tử Nguyệt ngã xuống phía dưới. Thế nhưng, không lâu sau khi rơi tự do, nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Chân đạp hư không, Cơ Tử Nguyệt lại một lần nữa leo lên thang trời. Rất nhanh, chỉ một thoáng thời gian, Cơ Tử Nguyệt bằng vào thân pháp nhanh nhẹn, nàng đã lên trở lại bậc thứ 8. Cuối cùng, dùng toàn bộ lực lượng trong cơ thể cùng thân pháp nhanh nhẹn, nàng băng băng vượt qua mọi rào cản và đứng vững chãi ở bậc thứ 9. Nhất thời, khi Cơ Tử Nguyệt thân hình vừa rơi xuống đỉnh của thang trời, nơi đây liền xuất hiện dị tượng, một cột sáng 7 màu chói lóa phóng lên không trung. Sau đó, một luồng năng lượng liền tỏa ra khắp nơi này, khiến mọi người chấn động. Vị lão nhân kia nhìn Cơ Tử Nguyệt, thanh âm vang lên nói: "Năm xưa, ta nghe nói leo lên tới bậc thứ 7 đã là nhân tài tuyệt thế, thật không ngờ lại còn có người leo được lên tới bậc thứ 9." Thấy dị tượng xuất hiện, Cơ Tử Nguyệt âm thầm lê lưỡi, nhíu mày buồn bã nói: "Xong, ta làm náo động nơi này rồi, nên làm sao bây giờ?" Còn Diệp Phàm nhìn Cơ Tử Nguyệt vừa vượt qua thang trời, anh ấy chỉ lặng lặng nhìn xem mà thôi, hiển nhiên không nói lời nào. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện hai bóng người già nua bay tới, sau đó hướng về vị lão nhân họ Lý và hành lễ. Ngay sau đó, hai người kia liền hỏi vị lão nhân kia về sự việc vừa xảy ra. Thấy thế, vị lão nhân kia như hiểu vấn đề, lập tức đáp: "Chấp phong xuống dốc, để nhân tài quý giá như vậy ở đây, thật sự làm lỡ chuyện tu luyện của nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, các ngươi có thể dẫn nàng rời đi." Nghe vậy, mấy người kia cũng liền chắp tay cảm tạ. Sau đó, bọn họ liền hướng về Cơ Tử Nguyệt và treo kéo nàng đến với ngọn tinh phong của họ. Thấy thế, Cơ Tử Nguyệt bĩu môi, nàng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Thế nhưng sau một hồi, vì muốn che giấu thân phận, nàng buộc phải gia nhập một tinh phong khác. Thế nhưng, hai người vừa tới lại có chút quan tâm đến tư chất của Diệp Phàm. Bởi thế, hai người kia liền nói Diệp Phàm thử xem. Thế nhưng đáng tiếc, Diệp Phàm lại muốn giấu mình. Khi vừa bước lên bậc thứ nhất, anh ấy đã bị đánh bay và rơi xuống. Thấy vậy, đám người kia sắc mặt liền lộ ra vẻ không hài lòng. Còn vị lão nhân họ Lý, ông cười nói: "Mấy vị sư đệ, nếu có thể dàn xếp cũng thu hắn vào trong tinh phong đi." Thế nhưng, không cần họ đáp lời, Diệp Phàm đã chắp tay hành lễ nói: "Đa tạ hảo ý của các vị tiền bối, ta không muốn gia nhập tinh phong, chỉ muốn ở lại chỗ này." Nghe thế, cái đám đệ tử của các chủ phong khác như bị sỉ nhục bởi vì cái tên này tư chất chẳng ra gì, thế mà dám cự tuyệt tinh phong. Tức giận, một người trong số họ liền thi triển công pháp. Ngay lập tức, những viên đá liền hướng về phía Diệp Phàm đánh tới. Đáng tiếc, toàn bộ đều bị Diệp Phàm tránh né hết. Tuy nhiên, hành động của hắn ta rất nhanh đã bị những vị lão nhân ở đây ngăn cản lại. Cuối cùng, toàn bộ đều rời đi. Nhìn Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt nói: "Ngươi ở lại chỗ này cũng tốt, ta đi đây." Dứt lời, nàng cũng liền phóng người về phía xa. Khi mọi người đi hết, Diệp Phàm mới cẩn thận khom người hướng về vị lão nhân họ Lý hành lễ. Sau đó, hai người mau chóng đi tới nơi ở mục nát đã phủ bụi theo năm tháng. Tại đây, vị lão nhân kia vẫn chưa dạy Diệp Phàm thứ gì. Bởi vậy, sau nhiều lần thuyết phục không được, Diệp Phàm liền kiếm một con thỏ và nướng lên. Sau đó, anh ấy liền quạt mùi hương về phía vị lão nhân kia. Ngay lập tức, ông liền bị mùi hương hấp dẫn, thế nhưng vẫn phải cố tỏ ra thờ ơ một chút. Thế vậy, Diệp Phàm hiểu vị lão nhân kia đã hứng thú rồi. Bởi thế, anh ấy càng quạt mạnh hơn và rốt cuộc, vị lão nhân kia cũng không chịu được nữa. Tuy nhiên, ông vẫn giả vờ ngồi đó. Không lâu sau, có vài tên tu sĩ đi ngang qua cũng bị mùi thỏ nướng hấp dẫn. Hắn ta liền đi tới hỏi Diệp Phàm vài câu. Thế nhưng, dù đám người kia có hỏi gì, Diệp Phàm cũng không trả lời. Bởi vậy, sau một hồi, tên tu sĩ kia cũng liền động thủ. Đáng tiếc, vừa khi hai người kia định công kích Diệp Phàm, nam nhân kia đã đứng dậy và đá thẳng vào người bọn họ, khiến tên kia bay ngược ra sau. Tuy nhiên, công kích từ đám người kia cũng rất nhanh đáp trả, khiến Diệp Phàm phải tránh né. Đáng tiếc, như vậy vẫn là chưa đủ. Sau một hồi giao phong, hai tên kia đã bị Diệp Phàm đánh bay, thân thể trọng thương không nhẹ, bọn họ sợ hãi liền rời khỏi nơi này. Thế nhưng, trong lúc đó, mùi thỏ nướng đã lan khắp nơi này, thấy nó có chút khét khét, vị lão nhân họ Lý gương mặt liền lộ vẻ lo lắng. Còn Diệp Phàm nhanh chóng phủi tay, anh ấy lại tiếp tục ngồi xuống nướng thỏ. Sau một hồi, rốt cuộc vị lão nhân kia cũng không chịu đựng được nữa. Như hiểu ý, Diệp Phàm liền mời ông ấy thưởng thức thịt thỏ của mình. Và tất nhiên, đến giờ phút này, vị lão nhân kia đã không thể từ chối. Cứ thế, ông ấy ăn no căng bụng rồi mới nói chỉ điểm cho Diệp Phàm tu luyện. Đến đây thì hết tập 49 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại!